đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời chuyển vận, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, đón Tết 2024 âm lịch, cực giàu, cực sướng. Đời là bể trầm kha vật chất, suốt cuộc đời tất bật mưu sinh, trăm đường vạn nẻo phù sinh, bạc tiền cơm áo trông tranh phận người, chân gắng bước giữa đời xuôi ngược, nào biết đâu phía trước trông gai, đôi khi phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mỗi ngày biết đâu. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi, thay mặt cho những người làm chương trình, chúc quý vị sẽ gặp được nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Vâng thưa quý vị tuổi Ất Tỵ thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Ất Tỵ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Ất Tỵ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Ất Tỵ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác tuổi Ất Tỵ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Ất Tỵ không được dễ dàng làm mấy. Ất Tỵ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Ất Tỵ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Ất Tỵ những điều bất như ý cô bác nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Ất Tỵ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Ất Tỵ đang có. Dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời, bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Ất Tỵ. Vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Ất Tỵ nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui. Trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Ất Tỵ thay đổi, thì thái độ của Ất Tỵ cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Ất Tỵ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Ất Tỵ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Ất Tỵ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Ất Tỵ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay, Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ. Nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Cô bác tuổi Ất Tỵ thân mến, năm 2023 đang dần khép lại với bao nhiêu nuối tiếc và hy vọng, thành công có nhưng thất bại cũng nhiều. Một số cô bác do phước đức từ kiếp trước đọng lại, có thể giờ này đã được thảnh thơi, không phải quá lao tâm khổ tứ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng ở đâu đó ngoài kia trên thế giới này vẫn còn rất nhiều cô bác đang phải cày cuốc, vất vả mưu sinh kiếm sống từng đồng. Chỉ mong bản thân và gia đình thân yêu của mình có thể đón một cái Tết 2024 sum vầy bên nhau, không mong mâm cao cỗ đầy. Chỉ mong gia đình mình được bụng no thân ấm là mãn nguyện rồi. Thời gian của Ất Tỵ không còn nhiều nữa, chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngày nữa để Ất Tỵ nỗ lực bứt phá vươn lên. Ất Tỵ thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, thì khoảng thời gian từ giờ đến Tết 2024, có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào việc cô bác tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Ất Tỵ cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác nhé. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, tức ngọn lửa tỏa ra từ đèn. Ngọn đèn chiếu sáng bóng tối giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối. Trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang trí thức, cho nên bản chất của người mệnh này rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ và quan tâm tới người khác.
Nhược điểm của mệnh này đó là tiếp cận vấn đề muộn, nhưng giải quyết vấn đề sớm, vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật, và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng nhanh gọn. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Thêm một điểm hạn chế trong tính cách những người này, đó là đôi khi cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo. Sức mạnh của mệnh hỏa và năng lượng ấm áp, nên trong chuyện tình cảm họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dở dang. Họ quan tâm chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Không những thế, phúc đăng hỏa còn truyền năng lượng, cảm hứng cho đối tác trong công việc và cuộc sống. Tuổi Ất Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Ất Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Ất Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Tuổi Ất Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác, nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn. Dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Ất Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác, dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình. Họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận người này cũng kiềm chế cảm xúc giấu kín trong lòng. Tuổi Ất Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Ất Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Ất Tỵ cảm thấy mệt mỏi phiền phức. Tuổi Ất Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Ất Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, tuổi Ất Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh. Đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Ất Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh, kiếm tiền, sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng hạnh phúc gia đình. Đàn ông tuổi Ất Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Ất Tỵ có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Ất Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuổi Ất Tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ tuổi Ất Tỵ có phần nhút nhát, yếu mềm. Khi trưởng thành họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương quý mến, tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói. Nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú,
chất chứa nhiều tình cảm, tuổi Ất Tỵ dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình, chừng nào chưa đạt được thành công. Họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Tuổi Ất Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình. Đôi khi họ làm việc quá căng thẳng dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Tiếp theo sau đây là tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, năm 2024 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ 1965 nam và nữ mạng trong năm Giáp Thìn sẽ có cuộc sống bình yên, an lạc bên cạnh người thân, gia đình. Sự nghiệp của mệnh chủ đã đi vào quỹ đạo, nên chỉ cần duy trì thành quả đã gây dựng từ trước, các khía cạnh khác như gia đạo, tài chính cũng được thuận lợi, hòa hợp. Nhìn chung, tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 không có nhiều biến động, mọi thứ vẫn phát triển theo hướng tích cực, mệnh chủ nên trân trọng khoảng thời gian này để làm nhiều điều có ý nghĩa, giúp đời và giúp người. 1. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024, nam tuổi Ất Tỵ 1965 có sao Vân Hớn chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu tinh quân. Sao này mang ý nghĩa cả tốt lẫn xấu. Đối với nam Ất Tỵ tính tình nóng nảy, bảo thủ thì sẽ dễ gặp phải thị phi, mâu thuẫn. Còn nếu là người khiêm tốn, dĩ hòa vi quý, biết nhường nhịn thì sẽ tránh được những cãi vã không đáng có. Vào năm gặp sao này, người làm ăn kinh doanh, buôn bán vẫn được thuận lợi nếu chăm chỉ làm việc nỗ lực không ngừng. Tuy vậy cần chú ý các giao dịch phải có giấy tờ, hóa đơn để tránh sự nhầm lẫn. Đối với nữ mạng năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Ất Tỵ có sao La Hầu chiếu mệnh. Trong các sao chiếu mệnh 2024, La Hầu là hung tinh chủ về thị phi, hao tán tiền của. Người gặp sao La Hầu chiếu mệnh nếu làm ăn ngay thẳng, tính toán thận trọng, khiêm tốn, dĩ hòa vi quý thì sẽ tránh được thị phi không đáng có. Đối với nữ tuổi Ất Tỵ 1965 đang làm ăn kinh doanh thì thận trọng hơn khi giao dịch, mua bán phải có hóa đơn đi kèm để tránh nhầm lẫn. 2. Vận hạn. Năm Giáp Thìn 2024 nam mạng tuổi Ất Tỵ gặp hạn Thiên La, đây là hạn chủ về gia đạo mâu thuẫn dễ bất đồng. Gặp vận hạn này, mệnh chủ hãy cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói, tránh đưa ra quyết định lúc nóng nảy, nhất là trong đời sống tình cảm vợ chồng, cần phải lắng nghe, thấu hiểu, dành nhiều thời gian bên cạnh yêu thương chăm sóc nhau thì mới được hạnh phúc lâu bền. Đối với nữ mạng trong năm 2024, nữ mạng tuổi Ất Tỵ gặp hạn Diêm Vương, vận hạn này chủ về thị phi, hao tổn tinh thần. Gặp vận hạn này mệnh chủ nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói, dĩ hòa vi quý với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là trong chuyện gia đình. Nữ tuổi Ất Tỵ hãy bao dung, cảm thông, lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu người bạn đời và các thành viên trong nhà. 3. Vận niên. Trong năm 2024 âm lịch, cả nam và nữ mạng gặp vận niên hổ nhập nội, hay còn gọi là hổ nhập điền, tức là hổ trở về đồng bằng, nơi có ít mồi ngon hơn so với cuộc sống ở thảo nguyên. Gặp vận niên này thì nam và nữ mạng Ất Tỵ 1965 nên thận trọng hơn trước các quyết định liên quan đến tiền bạc, đầu tư vào lĩnh vực nào cũng cần có kiến thức, sự hiểu biết và thời gian tìm hiểu thật kỹ, không nên vội vàng hấp tấp đưa ra quyết định, chậm mà chắc, như vậy sẽ tránh được những nhầm lẫn rủi ro trong công việc. Tiếp theo sau đây là vận trình tổng quan tử vi Tết 2024 của cô bác tuổi Ất Tỵ 1965. Theo dõi vận trình tử vi Tết 2024 của người tuổi Ất Tỵ âm lịch nhận thấy, thời gian này vận trình tài lộc của con giáp tuổi Ất Tỵ thêm phần hanh thông. Nhờ xuất hiện sao Thiên Đức, nhiều người bán được rất nhiều hàng mang về, doanh thu rất lớn nhờ biết chọn mặt hàng đúng dịp. Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể nhận được khoản tiền thưởng, lì xì Tết đáng kể so với mọi người. Tuy nhiên đừng vì vui quá mà ăn nói hàm hồ. Tương hình khiến bản mệnh dễ bị mang tiếng là kẻ vô ơn. Hãy xem lại lời nói, hành động nào đó của mình có vô ý làm tổn thương đến ai mà bạn không biết hay không. Nhất là trong công việc, có thể bản mệnh có phần tự mãn về năng lực của mình. Bạn thường có xu hướng khó chấp nhận quan điểm của người khác, hay bác bỏ ý kiến và tự cho mình là đúng. Bạn muốn mọi thứ diễn ra đều phải có mục đích rõ ràng và mọi vấn đề phải được giải quyết bằng sự chín chắn. Nguyệt lệnh bệnh cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của con giáp tuổi Ất Tỵ trong tháng này. Có thể ban đầu bắt tay vào làm việc gì bạn cảm thấy hào hứng, nhưng một thời gian ngắn sau lại muốn bỏ cuộc, việc này không tốt đâu nhé. Ngũ hành tương sinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi Ất Tỵ trong thời gian này.
Tuy nhiên, nên tránh việc si tình quá phụ thuộc vào đối phương. Xét phương diện sự nghiệp, tuổi Ất Tỵ 1965, Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, vận trình công danh sự nghiệp của con giáp tuổi Ất Tỵ lúc này đã được trở nên hanh thông, thuận lợi hơn trước. Không có gì phải lo lắng quá nhiều, bản mệnh thể hiện là người có tầm nhìn tốt và cho thấy sự trách nhiệm của mình trong công việc. Bạn làm tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn, hiệu quả công việc được nâng lên rất nhiều, chỉ có điều bạn có phần tự mãn nên không phải ai cũng ưa thích hay yêu mến. Người tuổi Ất Tỵ nên hành xử khiêm tốn và khéo léo hơn, nếu không muốn vướng vào thị phi, nơi công sở việc có những ý kiến bất đồng xảy ra là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng trong lúc tranh luận, bạn nên lắng nghe thật kỹ rồi mới phản hồi, vì thế hãy trò chuyện với họ một cách văn minh và không nên ngắt lời khi họ đang bày tỏ quan điểm nhé. Tuy nhiên, bước vào độ tuổi 60, đây là lúc cô bác Ất Tỵ nên hài lòng với những thành quả trong công việc, những quyết định đưa ra trong năm này cũng thiên về an toàn hơn là mạo hiểm. Chủ yếu thời gian này mệnh chủ túc tác thành thơi thực hiện công việc, quan trọng nhất vẫn là tập trung vào sức khỏe và gia đình. Xét phương diện tài lộc, tuổi Ất Tỵ 1965, Tết 2024 âm lịch. Tử vi Tết 2024 âm lịch tuổi Ất Tỵ 1965 chỉ ra rằng, thực thần mang tới tin vui tài lộc cho bản mệnh. Có thể nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đối tác mà kiếm được tiền, có thể bạn không có chủ đích, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên, giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tốt này để gia tăng thu nhập cho mình. Không ít người để dành ra một khoản lớn tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Có rất nhiều lời dụ dỗ hay ho xuất hiện khi bạn có nhiều tiền, nhưng hãy nhớ luôn nâng cao cảnh giác, cẩn thận kẻo bị mất tiền oan chỉ vì cả tin nhé. Ngoài ra, bạn có thể tán lộc cho mọi người, như làm từ thiện một khoản vừa phải, hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong tháng này. Cách cư xử hào phóng sẽ giúp cải thiện tài vận của mình đấy nhé. Tuy nhiên khi đã ở độ tuổi 60, cô bác Ất Tỵ không quá quan trọng chuyện tiền bạc hay những khoản thu nhập cao, mệnh chủ làm việc với phương châm lao động là vinh quang, tinh thần thoải mái, vô tư, lý do bởi vì đây là khoảng thời gian con cái đã trưởng thành. Cô bác Ất Tỵ không còn nhiều nỗi lo trong cuộc sống, thay vào đó, mệnh chủ cần có những khoản tiết kiệm phòng trừ cho sức khỏe tuổi già. Chi tiêu hợp lý, quản lý tài chính thông minh là cách giúp cô bác tuổi Ất Tỵ dư giả tiền bạc, chủ động hơn trong cuộc sống. Xét phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Ất Tỵ 1965, Tết 2024 âm lịch. Đời sống tinh thần, tình cảm của nam và nữ mạng Ất Tỵ trong năm 2024 cũng được hòa hợp, hạnh phúc, là người sống tình cảm, hướng về gia đình, nên mệnh chủ dành phần lớn thời gian để quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ con cháu trong cuộc sống thường nhật, gia hòa vạn sự hưng, gia đình có hòa thuận thì mới đón được nhiều phúc đức, tài lộc thịnh vượng. Hiểu được điều này nên cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 luôn hành xử đúng mực, bao dung vị tha đối với các thành viên trong nhà, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Bên cạnh đó, bản mệnh là người sống tình cảm nhưng ít thể hiện ra bên ngoài, mệnh chủ thường quan tâm mọi người xung quanh bằng hành động âm thầm. Trong năm Giáp Thìn, cô bác tuổi Ất Tỵ 1965 hãy dành nhiều thời gian hơn để quan tâm người bạn đời, chăm sóc con cháu trong nhà, trân trọng từng phút giây bên cạnh những người thân yêu, đây mới là điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ 1965, Tết 2024 âm lịch. Nhiều buổi ăn uống tụ tập với người thân, bạn bè khiến bạn ăn không đúng bữa, việc này ảnh hưởng không nhỏ tới các vấn đề liên quan tới dạ dày, thời gian này khi ăn uống. Con giáp tuổi Ất Tỵ nên lưu ý chọn đồ ít có tính axit hơn, nếu không bạn sẽ cảm thấy không khỏe do axit dạ dày quá nhiều. Sau bữa ăn khoảng 30 phút, bạn có thể đi bộ giúp tiêu hóa tốt hơn. Thời tiết hiện tại không hề tốt cho những ai đang có bệnh nền, do đó bản mệnh đừng chủ quan, nếu có dấu hiệu ốm thì tìm cách chữa trị sớm, nhất là cảm lạnh, không được chủ quan. Trong năm 2024 này, mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn tới cơ thể của mình, mặc dù chưa có dấu hiệu bệnh tật, nhưng không được chủ quan mà hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh sức khỏe thể chất thì đời sống tinh thần cũng là điều nam sinh năm 1965 cần lưu tâm. Ở độ tuổi xế chiều, đôi lúc mệnh chủ sẽ cảm thấy cô đơn, hụt hẫng. Đó là sự thay đổi bình thường trong tâm sinh lý, nam tuổi Ất Tỵ có thể khắc phục bằng cách tự tạo niềm vui cho mình, suy nghĩ về những điều tích cực, trò chuyện nhiều hơn với người thân bên cạnh. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt cát tính của sao tốt.
và cách dài hạn trong năm để cô bác Ất Tỵ có một năm mới bình an may mắn. 1. Đồ phong thủy. Vân Hán hành hỏa nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu lên nâu, hổ phách, hạn chế mâu thuẫn năm này, bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối thị phi. Vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào vòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe. Bản mệnh không nên lao động quá sức, nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc, cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư. Mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn, kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. 2. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại, không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Quý vị thân mến, trong năm 2024, tuổi Ất Tỵ nam mạng có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy may mắn dưới đây vào cuộc sống để cầu tài lộc, danh vọng. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Sau thời khắc giao thừa, người đầu tiên vào nhà chúc Tết gia chủ được gọi là người xông nhà đầu năm. Dân gian quan niệm rằng, người tới xông đất mà hợp tuổi với gia chủ, tính tình hiền lành, vui vẻ, đạo đức tốt thì sẽ mang tới nhiều may mắn, phúc lành. Trong 12 con giáp, tuổi Ất Tỵ hợp với những người tuổi Dậu, Sửu, theo tam hợp tỵ, Dậu, Sửu, hoặc tuổi Thân, theo nhị hợp tỵ, Thân. Ngoài ra nam Ất Tỵ mệnh hỏa nên chọn người mệnh mộc tới xông nhà. Cụ thể trong năm 2024 Giáp Thìn, Ất Tỵ nam mạng nên chọn những người tuổi sau tới xông nhà: Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Đinh Tỵ 1977. Nam hay nữ giới xông nhà đầu năm đều được, miễn là người hiền lành, đức độ, thân thiện thì sẽ mang tới nhiều điều may mắn, tốt lành cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Mùng 1 Tết Giáp Thìn xuất hành hướng Đông Nam để đón tài thần, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Quý vị thân mến, hạnh phúc là do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của hạnh phúc, niềm vui ẩn chứa trong những sự vụn vặt nhất trong cuộc sống con người phải tìm lấy. Hạnh phúc vui sướng là cảm giác ở trong tâm trạng, thời gian hối hả đi mau, tuổi đời chồng chất, mới đây mình thấy bổng già. Chỉ có biết đời, hiểu đời thì con người chúng ta mới có cuộc sống thư thả, vô tư, thanh nhàn, thoải mái được. Qua một giờ là hết một giờ nữa, qua một ngày hết một ngày nữa, qua một ngày biết ta sống thêm một ngày nữa, qua một ngày cuộc sống ta lời được một ngày. Hạnh phúc là do mình tạo ra, vui sướng là mục tiêu cuối cùng của hạnh phúc, niềm vui ẩn chứa trong những sự vụn vặt nhất trong cuộc sống con người phải tìm lấy. Hạnh phúc vui sướng là cảm giác ở trong tâm trạng, thời gian hối hả, không ngờ nó đi đi mãi, không chờ chờ ai, tuổi già chồng chất ai hay, ngoái lại nhìn mới thấy mình nay tuổi già. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng cuộc sống phải có nó, đừng quá coi trọng đồng tiền, cũng không nên so bì người này vầy, người kia khác, còn ta sao không có. Suy cho cùng tiền bạc là thứ ngoại thân, lúc ta sinh ra chẳng có trong tay, khi chết chẳng ai mang theo, nếu có bạn bè nghèo cần giúp thì cố gắng hết mình. Đó là niềm vui tuổi già, nếu tiền mua được sức khỏe, niềm vui, thì tại sao ta không làm, nếu có tiền mua được an nhàn thì cần chớ, người khôn biết kiếm tiền, biết xài tiền, hãy chủ động chỉ huy đồng tiền có nhân, có nghĩa, đừng để đồng tiền vô nhân, vô nghĩa, sai khiến chi phối được mình.
Quãng đời còn lại rất ngắn thì càng phải tranh thủ làm cuộc sống nó thêm phong phú. Người già hãy thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, đừng ôm ấp cái lỗi thời, cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, sống có ích cho nước non, như Nguyễn Đình Chiểu nói. Sống trong trời đất phải có công gì với núi sông, nghĩa là ích nước lợi nhà, thì nên sống, phải biết hưởng thụ thành quả công nghệ cao đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già. Quan nhất thời, dân vạn đại, dù làm quan nhỏ hay làm quan lớn, rồi cũng về hưu, về nhà, về với xóm làng, địa vị con người chỉ tạm thời mà thôi. Vẻ vang là của quá khứ, chỉ có sức khỏe là của riêng mình, tài sản của cải của cha mẹ, rồi sẽ của con cái, cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, con ốm đau cha mẹ lo đầu tắt mặt tối, cha mẹ ốm đau con cái nhìn một cái hỏi vài câu thăm hỏi là đủ rồi. Tiền bạc của cha mẹ con ăn xài thoải mái, còn cha mẹ cần xài tiền của con không phải dễ, nhà cửa của cha mẹ là của con, nhà cửa của con không phải là nhà cửa của cha mẹ. Con người trong xã hội, tạo hóa đã xây dựng cha mẹ phải lo cho con cái từ mới sinh đến trưởng thành, lo từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Đó là nghĩa vụ trách nhiệm, là niềm vui không hy vọng báo đền, chớ báo đền tự làm khổ mình, mưa từ trên mưa xuống, vậy thì cha mẹ ốm đau trông cậy nhờ ai? Trông cậy vào con cái ư, nếu ốm đau nằm liệt giường kiếm đứa con báo hiếu đến bên giường rất hiếm, nhưng cũng có vậy, thì trông vào bạn đời tư. Người đó cũng yếu đuối, có muốn đỡ đần dẫn dắt cũng hết nổi, nhưng còn đỡ hơn vì còn lòng chung thủy vợ chồng đầu ấp tay gối sống chết bên nhau. Cũng có một số người vợ cũng quá tệ không làm được việc đó, chỉ còn cách nhờ vào đồng tiền thôi, chỉ còn cách đó, lúc này còn cách điều khiển đồng tiền giúp ta thôi. Thực sự sung sướng và hạnh phúc trong đời những người già, tùy thuộc vào sự tận hưởng, thưởng thức nó ra sao, người nhiều đời rất quý trọng, biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa làm sao cho cuộc sống phong phú hơn, giàu ý nghĩa cuộc sống tuổi già, già rồi cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống, và thưởng thức cuộc sống. Nhìn lên ta chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình, biết đủ thì trong lòng lúc nào cũng vui rồi, tập cho cuộc sống đam mê vui vẻ, tự tìm niềm vui, vui vẻ với mọi người, làm từ thiện giúp đỡ mọi người gặp khó khăn, tàn tật, đó là niềm vui của tuổi già. Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, tận tâm lo công việc đó là cống hiến, có thể yên lòng phải có công gì với núi sông. Không hổ thẹn với lương tâm là đủ rồi, con người cuối cùng cũng về với thiên nhiên, đất mẹ, ăn của thổ trả về thổ, đó là luật tự nhiên không ai tránh khỏi. Cuộc sống tuổi thọ cao, không bằng ghế cao không bằng thanh cao, gần hết cuộc đời lo sự nghiệp, lo gia đình, lo cho con cái. Bây giờ thời gian còn không nhiều, nên dành cho mình, cho bản thân, sống thế nào cho vui, việc gì thích cứ làm, nên sống thật với mình. Là con người trong xã hội không sao sống cầu toàn nổi, có khi do cầu toàn mà tạo nên khổ sở, chẳng mà thản nhiên đối mặt với thực tế cuộc sống thế là tốt. Tuổi già cái tâm không già, thế mà già là không già, tuổi không già tâm già thế là già, sống phải năng động nhưng đừng quá mức, ăn uống quá cực khổ không đủ chất dinh dưỡng, quá nhiều thịt cá thì dư thừa đạm, quá nhàn rỗi thì buồn tẻ, quá ồn ào dễ bực bội, mọi thứ đều vừa phải, không nên tự tạo ra các loại bệnh như hút thuốc lá, uống nhiều rượu, ăn uống độ lượng vừa phải, đừng quá nhiều, hãy khám bệnh có định kỳ, đừng để khi bệnh rồi mới trị bệnh, phòng bệnh hơn trị bệnh, khi có bệnh mới đi trị là trễ, phải biết chăm sóc bản thân mình. Ăn uống phải độ lượng đừng để khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, thì trễ quá, chất lượng cuộc sống người già cao hay thấp, tùy thuộc xử lý tư duy. Dùng tư duy hưởng lợi để thiết kế cuộc sống, thì tuổi già phong phú hơn, cuộc sống thêm hương, thêm vị, tư duy tiêu cực, cuộc sống tâm lý bi quan sống vậy mau già, mau chết. Vâng, quý cô bác anh chị thân mến, những thông tin trong video chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý cô bác anh chị, chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý cô bác anh chị Ất Tỵ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc cần được tư vấn thì hãy comment xuống bên dưới phần bình luận. Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải và phản hồi quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.